Bàn chân khổng lồ này cao 4 mét. Lúc tắm phải cần đến hai nữ hầu phục vụ cùng nhau. Anh ta tên Horus, là một vị thần bầu trời phụ trách việc trật tự. Đây là Ai Cập cổ đại, nơi con người và vị thần cùng tồn tại. Thần linh có thể hình dáng thật bất cứ lúc nào. Loài người đều bị họ thống trị. Hôm nay là một ngày lễ lớn. Horus sẽ thừa kế ngai vị từ cha anh ta. Các vị thần lần lượt đến dâng tặng báu vật. Lễ đăng quang sắp được diễn ra, thì chú của Horus là Narsus bất ngờ xuất hiện. Ông ấy cũng đã chuẩn bị một phần quà lớn. Đội cận vệ trực tiếp nghe theo sự chỉ huy. Quốc vương bị Narsus sát hại, vết thương không ngừng chảy ra máu vàng, trước mắt là thấy không thể sống tiếp được. Horus vùng lên để chống lại, nhưng Narsus đã chuẩn bị trước mới đến. Không lâu thì đã đánh bại được Horus. Horus biến thân thành thần bầu trời, Narsus cũng biến thân thành thần sa mạc. Hai người bắt đầu đánh nhau. Nhưng ngay tại lúc này, Narsus giở lại chiêu cũ, sau đó tận dụng cơ hội để đánh lén. Không được bao lâu, Horus lại bị đánh trở lại hình dạng người. Hai mắt cũng bị lấy đi. Đây chính là con mắt quyền lực tượng trưng cho vương quyền, và cũng là nguồn năng lực của anh ấy. Vào những phút cuối, Eros đã chủ động hiến thân để giữ lại mạng cho Horus. Sau đó anh ta bị đưa ra biên giới, trải nghiệm nỗi đau khổ của Narsus trong những năm qua. Sau khi đoạt được ngai vị, anh ta liền trở thành một bạo chúa. Anh ta đã xây dựng công trình đại hưng, chuẩn bị xây dựng một tòa tháp chọc trời, cao gấp mấy lần kim tự tháp cao nhất. Ông đánh thuế người dân rất cao, nhiều người trở thành nô lệ, xã hội rơi vào tình trạng hỗn loạn, trộm cắp và tội ác dần dần ra đời. Có một ngày, một tên trộm đột nhập vào kho bạc, nhưng mục tiêu của anh ấy không phải là trộm báu vật. Đến cuối hành lang, con mắt quyền lực màu xanh lam lấp lánh. Tên trộm nhìn chút, liền nghĩ chính là nó. Anh ta đá vào một tảng đá, trên đất đầy bọ cạp độc. Anh ấy thắp sáng ngọn đuốc, kéo cái bóng ra xa xem thử độ sâu. Nếu cái bóng chạm vào nút mở của cơ quan dưới nền đất, thì nền nhà sẽ gặp lại cắt người như cắt thịt. Tên trộm giữ ngọn đuốc phía trên đầu, cẩn thận bước từng bước một đi qua, thành công lấy được một con mắt quyền lực. Tên trộm muốn giúp Horus lấy lại mắt quyền lực, lật đổ chính quyền chuyên chế của Narsus. Có như vậy anh ta và bạn gái của anh ta mới có thể thoát khỏi chế độ nô lệ. Lấy được mắt quyền lực, tên trộm ngay lập tức đến gặp bạn gái của mình. Không ngờ rằng, toàn bộ đều đã bị phát hiện. Anh ấy nhanh chóng đưa bạn gái chạy trốn. Nhưng khi đang trên đường đi, bạn gái anh ta bị một mũi tên bắn trúng, chết trong vòng tay của anh ấy. Tên trộm tìm đến Horus, nhưng chưa vội đưa mắt quyền lực ra. Anh ấy muốn làm một giao dịch, muốn để Horus cứu sống bạn gái anh ta. Không ngờ rằng, Horus trong lòng phức tạp, căn bản không đủ kiên nhẫn để cùng anh ta trao đổi điều kiện. Anh còn dám trả giá với tôi sao? Đây là thế giới dưới lòng đất. Phú thương giàu có tặng một hộp đồ trang sức, trực tiếp được luân hồi chuyển thế. Người nghèo thì tìm kiếm khắp nơi, nhưng chỉ có một chiếc nhẫn. Vì vậy, nó chỉ có thể bị xóa sổ. Dưới sự cai trị của Narsus, những linh hồn đã chết bắt buộc phải nộp đủ vật báu mới có thể tiến vào vòng luân hồi. Con gái ông thấy rất suy sụp, bởi vì danh tính của cô ấy. Nhưng thật may, bạn trai của cô đã tìm được người giúp đỡ. Thần bầu trời Horus. Tên trộm đồng ý với Horus là sẽ giúp anh ta lấy con mắt còn lại về, để làm một cuộc trao đổi. Anh ấy phụ trách việc cứu bạn gái từ lòng đất trở về. Thần luôn giữ lời hứa. Nháy mắt, anh ta liền đưa tên trộm đi mượn pháp bảo để phục thù. Leo lên đến đỉnh núi cao nhất của Ai Cập. Horus vừa lên đến đỉnh thì thần lực đã được hồi phục trở lại. Vì thần mặt trời là ông nội của anh ta, ông sớm đã biết việc con trai mình giết chết anh để đoạt ngôi. Nhưng tâm ông ấy luôn muốn bảo vệ nhân gian, bởi vì sự hỗn loạn khổng lồ trong vũ trụ, nguồn cấp dữ liệu trên thế giới. Vì không để anh ta phá hoại trái đất, ông ấy chỉ có thể vĩnh viễn ở đây để bảo vệ trái đất. Horus ở trên thuyền mặt trời, lấy được nước thần mà Narsus sợ nhất, liền lập tức trở về nhân gian. Bởi vì anh ấy đã sử dụng thần lực lại, Narsus nhất định là đã cảm nhận được. Quả nhiên vừa mới đến, họ liền bị đuổi giết. Narsus cử cấp dưới có năng lực nhất, Tiểu Bạch và Tiểu Hắc. Horus chỉ có một mắt quyền lực nên không phải là đối thủ của con quái vật khổng lồ. Anh ta chạy trốn theo chân tên trộm, lúc trốn vào một hố đá, tên trộm liền nghĩ ra một cách, anh ta làm con quái vật chú ý đến mình. Lúc Tiểu Hắc đuổi đến hố, Horus dùng sức đâm một nhát thật mạnh, nhưng lần này chưa giết chết được quái vật. Tiểu Bạch thấy chị em của mình bị thương, từ xa gấp gáp chạy đến, nó tức giận đến phun ra lửa nóng. Tên trộm chỉ có thể chạy thục mạng. Vào thời khắc quan trọng, Horus đã thấy cửa vào. Anh ta nhảy lên lưng con quái vật, đánh bại người đang cưỡi thú. Tiểu Bạch ngay lập tức lao xuống vách đá. Tiểu Hắc thấy chị em tự luyện ngàn năm cùng mình cứ như vậy bị giết chết, nộ hỏa bùng cháy, liền mở miệng thật lớn. Lúc này, người yêu cũ của Horus, thần tình yêu đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy được đồng tử của cô ấy sáng lên. Tiểu Hắc thành công bị thôi miên, nghe lời cô ấy tự dùng lửa của mình để tự sát. Đánh thắng quái vật khổng lồ xong, họ tìm đến thần trí tuệ. Có ảnh ấy giúp đỡ, thì có thể tiến vào cung điện của thần sa mạc Narsus. Muốn đánh bại được Narsus, cần phải đi đến trung tâm của cung điện, dùng nước thần tiêu diệt nguồn năng lượng của ông ta. Mà người giám hộ của ngôi đền là một con nhân sư khổng lồ. Muốn bước qua chỗ này, bắt buộc phải trả lời đúng câu hỏi của nó. Có thần trí tuệ ở đây, họ liền dễ dàng vượt qua cửa ải này, đến được trung tâm của cung điện. Bây giờ chỉ còn thiếu một bước nữa.
Horus lấy nước thần ra, đến gần nguồn năng lượng. Lúc này, một cái lồng sắt đột nhiên nổi lên. Thì ra Narcissus đã sớm biết họ sẽ tới đây. Ông ta lấy đi đại não của thần trí tuệ, đổ hết nước thần trong lọ, làm tất cả tính toán của Horus bị sụp đổ. Nhưng tham vọng của Narcissus không dừng lại ở đó. Mục tiêu tiếp theo của ông ta là thống trị cả ba giới. Đây là thần chết sa mạc Narcissus. Mở áo giáp vàng ra, đặt trái tim lạnh giá vào đó, đặt thêm mắt quyền lực vào đó nữa. Ông ta liền biến thành hình dáng hoàn hảo nhất. Narcissus tìm đến cha mình là thần mặt trời, nói ông ấy không vừa mắt anh trai. Nhưng người cha nói, chỉ có ngày anh mới có thể thống trị nhân gian, nên mới sắp xếp cho Narcissus ở sa mạc để chiến đấu. Thực ra là để ông ta tiếp nhận công việc của mình, để chống lại sự hỗn loạn lớn. Nhưng Narcissus đã giết các vị thần, đã sớm không còn đường quay đầu nữa. Thần mặt trời nhìn ra được ý đồ của ông ta, liền ra tay tấn công. Không ngờ rằng ông ta có thể phá hủy được năng lượng mặt trời, đương nhiên cũng không thể giúp ông ấy. Tiếp đó, Narcissus liền ra tay giết chết cha của mình, đoạt đi nguồn năng lượng của thần mặt trời, sau đó tạo ra một sự hỗn loạn lớn, chuẩn bị dựa vào nó để thống trị tam giới. Lúc này ở một nơi khác, thần tình yêu biết được sự việc của bạn gái của tên trộm. Cô ấy bèn đưa tên trộm xuống thế giới dưới lòng để anh ta có thể gặp mặt bạn gái lần cuối. Lúc này tên trộm mới hiểu ra, Horus không có cách nào làm người chết sống lại được. Anh ấy vẫn luôn tự lừa bản thân mình. Khi đến thế giới dưới lòng đất, sức hỗn loạn khổng lồ đã lan đến tận đây. Thậm chí đến cả thần chết cũng chỉ có thể miễn cưỡng chịu được một thời gian ngắn. Bạn gái của tên trộm khuyên anh ta nên buông bỏ ý định đó đi. Chỉ có giúp Horus xóa bỏ chính quyền cũ mới có thể ngăn chặn thảm họa của thế giới. Lúc này trên em đỉnh tháp chọc trời, Horus và Narcissus đang bắt đầu một cuộc đấu tay đôi. Thấy rằng anh ta sắp bị giết chết dưới ngọn giáo, tên trộm đã xuất hiện kịp lúc. Anh ta nhân lúc đang hỗn loạn lấy đi con mắt quyền lực còn lại, ngay trước khi rơi khỏi tháp, liền dùng lực ném đến cho Horus. Nhưng chính anh ấy cũng sẽ bị rơi khỏi tháp. Horus trong tình huống này rất khó lựa chọn. Cuối cùng, anh ấy từ bỏ việc hồi phục thần lực, toàn lực chạy đến cứu tên trộm. Không ngờ rằng, trước lúc bị ngã xuống dưới, Horus bỗng nhiên toàn thân phát sáng, năng lượng mạnh mẽ chưa từng có chạy toàn cơ thể. Thì ra, so với con mắt quyền lực, niềm tin để bảo vệ người dân mới là nguồn năng lượng lớn nhất. Horus kéo Narcissus lên trên đỉnh tháp cao, đưa ông ta lên đến tận trời. Trong trận hỗn chiến, Horus đã chặt gãy đôi cánh của Narcissus, làm ông ta rơi từ trên tháp cao xuống. Tòa tháp này tượng trưng cho quyền lực và sự chuyên chế, cứ như vậy liền bị tan rã cùng Narcissus. Giải quyết xong Narcissus, Horus lại dùng cây giáo để cứu sống ông nội. Thần mặt trời hồi phục lại thần lực thong thả bước đến nơi xảy ra hỗn loạn. Loại việc này đã được lặp lại hàng ngàn năm. Cuối cùng, thần mặt trời phát động thần lực cứu sống bạn gái của tên trộm. Kể từ đó, khi tiến vào vòng luân hồi cũng không cần phải dâng bảo vật, nhưng để so sánh phẩm chất và đức hạnh của người đã khuất. Những tàn tích sau cuộc chiến đấu, một cô gái đã nhặt được mắt quyền lực, lặng lẽ quỳ trên mặt đất. Horus cũng nhẹ nhàng quỳ xuống. Nước có thể mang theo thuyền và cũng có thể làm lật nó. Quyền lực thật sự, từ trước đến giờ nó luôn cần sự công nhận chân thành của mọi người.